Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ tối ngày 2 tháng 6. Anh N, 47 tuổi, trú tại khu 2, phường Bãi Cháy, đang đứng trước cửa khách sạn của mình, phố Thanh Niên, khu 2, phường Bãi Cháy, thì bất ngờ bị thạch cao rơi từ tầng 14 xuống, đập vào ô tô sát ngay bên cạnh rồi văng vào đầu, anh N bất tỉnh và được người thân đưa tới bệnh viện bãi cháy để cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, chấn thương sọ não. Do chấn thương quá nặng, anh N đã tử vong. Vụ việc đang được điều tra. Một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra khi bé trai 2 tuổi bị gạch rơi trúng đầu ở khu vực sảnh chung cư FLC Garden, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, khi bà về tới sảnh chung cư, chuẩn bị lên nhà thì thấy một bé trai bị gạch ốp tường rơi trúng đầu. Mọi người sơ cứu cho cháu nhưng máu vẫn chảy ra rất nhiều, người phụ nữ kể lại. Sau đó, một cư dân đã dùng áo cố gắng cầm máu cho bé trai trước khi em được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ xác nhận sự việc và cho hai cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác minh nguyên nhân. Vị này nói theo báo cáo ban đầu, sự việc xảy ra do phần gạch được ốp sát mép tường đã rơi xuống, trúng vào cháu bé. Hàng mục này của tòa nhà đã có từ lâu, không phải đang trong quá trình thi công.